Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của mình. Mình xin tự giới thiệu, mình là Nguyễn Trần Cao Việt Phúc, hiện đang là sinh viên khóa 3 của trường đại học EdX. Hôm nay mình sẽ nói về quy trình và những hệ thống của mình sẽ xây dựng trong thời gian sắp tới. Thì đầu tiên mình đã sẽ lập ra một hệ thống xây dựng tài khoản để phát triển thương hiệu. Với việc thì mình sẽ dùng sử dụng một đó là chính là tài khoản TikTok, một nền tảng TikTok để mình có thể tạo dựng tài khoản và tạo dựng thương hiệu ở đấy. Đầu tiên thì với những mọi nền tảng thì mình việc mình sẽ nuôi nick là việc mình ưu tiên đầu tiên. Chính vì vậy mình sẽ nuôi nick TikTok từ việc không có gì, tức là vô danh tiểu tốt, sẽ đến mọi người sẽ biết đến là vang danh thiên hạ, và mình sẽ thực hiện qua các quy trình đăng bài để tạo lượng truy cập, số lượt follow, số lượt view để có thể là trong một video hoặc một tài khoản nào đó được đề xuất, và sau đó mình sẽ có thể là tạo một nguồn video độc đúng nhất, ví dụ như là có thể gắn logo của riêng bản thân của mình vào và đăng bài theo từng chủ đề một. Tiếp theo là mình sẽ chuyển sang đó là quy trình tương tác. Thì tương tác ở đây là sẽ có thả tim, đứt video và có thể tự follow lại những người đã từng follow mình. Và việc làm này mình sẽ tạo dựng để cho nó như là một người dùng thật thụ. Và mục tiêu chính của mình trong hệ thống xây dựng tài khoản này đó chính là việc mình xây dựng để phát triển thương hiệu và phát triển theo một từng chủ đề riêng. Ví dụ như là mỗi tài khoản là một chủ đề nhất định nào đó để mình tăng lượt tương tác, tăng số lượt truy cập và số follower. Đồng thời kèm theo mình sẽ tạo dựng thương hiệu nếu mà mình cần, hoặc là quảng bá tài khoản, quảng bá thương hiệu. Và chúng ta có thể là bán, nếu mà những tài khoản của mình có lượt view tốt, lượt follow lớn chẳng hạn, cao chẳng hạn, thì mình có thể bán tài khoản. Nhưng mà đây chỉ là biện pháp số 2 thôi. Còn việc chính là mình sẽ xây dựng thương hiệu, tạo cho mình một thương hiệu riêng về từng chủ đề một để tài khoản của mình có thể là được nhiều người, mọi người biết đến hơn. Đó là hướng đến vang danh thiên hạ. Và video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.